Anh Vinh, em đến đón anh về. Say lắm rồi đúng không? Say rồi, say. Em đến rất đúng lúc ấy. Anh Duy, giới thiệu với anh. Đây là người yêu của em. Giới thiệu với em, đây là anh Ba Duy, đồng nghiệp thân thiết của anh. Em chào anh ạ. Ừ, chào em nhé. Em ngồi ông đây. Ngồi ông đây. Vinh cùng yêu xinh đẹp, quan tâm như này, bảo sao lại hay từ chối anh em nhỉ? Em dâu, có gì cho anh xin cái số điện thoại nhé. Có gì anh xin phép cho Hoàng Vinh nó đi nhậu bọn anh. Là xin lỗi anh, em không nhớ số điện thoại của mình mà đi vội quá nên cũng không mang điện thoại. Chán thế nhỉ? Thôi mình đi về đi anh. Ơ kìa, hai đứa đi về bằng cái gì? Dạ bọn em đi xe máy ạ. Xe máy nhá. Thôi, em để xe ở lại. Anh đánh ô tô ấy, đưa cả hai đứa về. Dạ thôi, bọn em đi xe máy quen rồi. Mà anh Vinh còn đang say nữa. Lỡ mà Huệ ra xe anh thì cũng hơi ngại ạ. Thôi về đi anh. Ơ kìa em. Ơ kìa, hai đứa. À, để em đặt xe nhá. Sao em nói với anh là em quên mang điện thoại cơ mà? Em giả vờ quên điện thoại đấy. Tại vì em không muốn cho số. Có phải là ai xin em cũng cho đâu mà. Ai cũng có mối quan hệ bạn bè khác giới. Nhưng mà quan trọng ý là phải giữ khoảng cách và không làm cho đối phương bị nghi ngờ. Giữ khoảng cách với người khác giới là sự tôn trọng tối thiểu trong tình yêu mà. Em biết không? Điều tuyệt vời nhất của một người con trai không phải là yêu được nhiều cô gái, mà là cả cuộc đời này yêu được một người con gái hiểu chuyện.